Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chuyên mục hôm nay chúng tôi thông tin nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về miền Trung ruột thịt và lan tỏa giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào miền Trung hiện đang phải trải qua những ngày mưa lũ lịch sử gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Với truyền thống đoàn kết lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, người dân cả nước đang có nhiều hoạt động nghĩa tình hướng về miền Trung ruột thịt nhằm sẻ chia những khó khăn để người dân nơi đây nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại Điện Biên, những câu chuyện đầy tình người hướng về miền Trung cũng được triển khai thực hiện. Những ngày này, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung liên tiếp xảy ra bão lũ, gây thiệt hại lớn về người, tài sản. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp các ngành, các địa phương và toàn xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đồng bào cả nước chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, nhiều cơ quan đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt với mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ ít nhất một ngày lương. Tính đến ngày 26 tháng 10, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung được hơn 1,4 tỷ đồng. Sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời về vật chất và tinh thần sẽ góp phần giúp bà con miền Trung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay. Trong những ngày vừa qua, tình hình thiên tai lũ lụt đã xảy ra ở các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại rất nhiều về người và của. Với cái truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thì cán bộ công nhân viên chức Viện Sát Nhân dân tỉnh Điện Biên hai cấp bằng cái tình cảm của mình thì có vận động quyên góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung, mong rằng với cái tấm lòng của mình thì sẽ giúp đồng bào miền Trung là sớm khắc phục được cái hậu quả của lũ lụt cũng như là sớm ổn định cuộc sống. Xuất phát từ truyền thống lá lành đùm lá rách, những ngày qua nhiều tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng đã đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo để chuyển đến các tỉnh miền Trung. Hàng ngàn bộ quần áo, chăn màn, nhiều tấn gạo, mì tôm và bánh chưng đã được người dân quyên góp với mong muốn san sẻ những khó khăn mất mát nơi khúc ruột miền Trung. Tại chợ trung tâm 3 thành phố Điện Biên Phủ, nhóm thiện nguyện Hướng Dương đã kêu gọi và lập điểm thu gom hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Người có tiền, ủng hộ tiền. Người có gạo, ủng hộ gạo. Người có quần áo, chăn màn, mì tôm đều mang đến đây để tập kết vận chuyển vào các tỉnh miền Trung. Sau khi được bạn bè, người thân chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người dân không chỉ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ mà ở các xã lân cận vùng Long Chảo, huyện Điện Biên cũng đã tích cực hưởng ứng hỗ trợ, quyên góp các nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, còn chủ động đến giúp sắp xếp đồ quyên góp lên danh sách các vật phẩm. Nhờ đó, số lượng hàng cứu trợ từ gạo, mì tôm, nước, chăn màn, quần áo cứ thế mà tăng dần. Được biết, chuyến xe đầu tiên trực tiếp đưa hàng vào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã xuất phát vào ngày 21 tháng 10, gồm 1,5 tấn gạo, hơn 100 kiện mì tôm cùng hàng nghìn bộ quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm cần thiết khác. Xuất phát từ lòng trắc ẩn của em thôi, thì xem những cái video với những cái ảnh ở trên mạng ấy, các bạn ấy chia sẻ ấy, thì thực sự là rất là mình thấy xót xa chị ạ. Em rất là xót và em với mẹ em thì cũng nghĩ là thôi thì ủng hộ quyên góp nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng không ngờ là nó được nhiều như thế này. Thì cũng rất là mong là các bạn rồi các anh các chị sẽ quyên góp nhiều hơn nữa đến đồng bào miền Trung của mình ạ. Đã 2 ngày nay rồi là mẹ con em là đã không bán hàng nữa. Là chỉ để làm một điểm để nhận đồ quyên góp của mọi người đến đồng bào miền Trung ạ. Em thì em chỉ mong muốn là có nghĩa là góp một phần nhỏ, cái sức nhỏ bé của em vào để giúp đồng bào miền Trung mình cho đỡ vất vả hơn ạ. Cô cũng quyên góp mà cô quần áo này, rồi mì tôm này, rồi gạo này để đóng vào để gửi đến các miền Trung bị thiệt hại cho bà con ở trong những cái vùng lũ lụt đấy. Thế thì tinh thần của các bà con trong chợ xung quanh đây thì cũng rất là nhiệt tình. Đấy, ai có tiền thì góp tiền, còn ai có công thì góp công.
thế để làm những cái việc này để mang đến miền Trung để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Cùng với quần áo, gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác, tại tỉnh Điện Biên, gần 1.000 chiếc bánh chưng xanh đã được gói và chuyển đến đồng bào vùng lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, hội xe VinFast Điện Biên, nhóm thiện nguyện bốn mùa, Vinaphone Điện Biên và nhiều bà con nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung tại tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ để gói bánh chưng. Việc chọn ủng hộ bánh chưng xanh chứ không phải tiền hay những thực phẩm ăn liền nào khác được người dân tính toán cẩn thận. Bởi đồng bào miền Trung đang ngập trong lũ, mất nước, mất điện thì những thực phẩm chín, giàu dinh dưỡng và dễ sử dụng sẽ thiết thực nhất lúc này. Công việc gói và nấu bánh chưng dù phải mất nhiều công từ sáng sớm tới đêm khuya, nhưng ai cũng thấy vui vì đã đóng góp một chút công sức để những chiếc bánh sớm đến với những người dân vùng lũ. Chị em chúng tôi thì khi nghe thấy đồng bào miền Trung lũ lụt thì tất cả các chị em là rất là ai cũng rất là thương tâm và huy động các chị em thì người có của, người có công. Chúng tôi đến đây để tập trung vào gói bánh và gửi đi để cho thuận tiện cho việc tiếp cận cho các đồng bào ở miền Trung. Vì là chỉ có bánh với lại các thứ thì người ta đến tay người ta thì nó thuận tiện cho việc ăn uống. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục gói và gửi đi để luộc và gửi cho đồng bào miền Trung để góp một phần nhỏ bé vào đỡ cho đồng bào cảnh lũ lụt ạ. Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, chương trình Bánh Chưng Xanh hướng về đồng bào vùng lũ đã nhận được sự đồng lòng góp sức của đông đảo người dân cũng như các đơn vị tổ chức thiện nguyện tham gia. Người thì góp công góp của trực tiếp gói bánh, luộc rồi đóng túi hút chân không, giúp bánh để được lâu và có thể mở ra dùng ngay nên thích hợp cho người dân vùng lũ đang gặp khó trong việc nấu nướng. Chúng tôi là ba nhóm, nhóm Vinaphone và VinFast Điện Biên và nhóm bốn mùa. Chúng tôi kết hợp hướng về miền Trung, kêu gọi tất cả những người dân có tấm lòng cùng tham gia, người thì góp gạo, người góp lá, người góp công, coi như là để hoàn thành những chiếc bánh để gửi. Chúng tôi cũng tính lịch đàng hoàng, tức là chúng tôi gói xong, luộc xong, hút chân không đảm bảo và chuyển về Hà Nội. Thì đầu cầu dưới Hà Nội, chúng tôi đã có chuyến máy bay để mang chuyển vào đến tận tay người dân. Dù nó bé thôi, nhưng mà mang một chút yêu thương của vùng Tây Bắc hướng về đồng bào miền Trung. Mong rằng một chút tấm lòng nhỏ của người dân Điện Biên chúng tôi ấm lòng một chút cho các bạn đang gặp khó khăn lũ lụt. Không chỉ có vậy, nhiều hoạt động ý nghĩa khác đang được các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm quyên góp bằng tiền mặt và hiện vật để ủng hộ đồng bào nơi khúc ruột miền Trung. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động nhường cơm xẻ áo đối với đồng bào đang phải oằn mình, gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, sẻ chia khó khăn hoạn nạn của dân tộc Việt Nam. Những chuyến hàng, những đoàn thiện nguyện nối tiếp nhau đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm vào vùng lũ như đang gửi gắm trọn tình cảm, tấm lòng sẻ chia của người dân Điện Biên đến với miền Trung ruột thịt. Điều này đang tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân miền Trung vững tin, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp cách làm hiệu quả, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc để chung tay hỗ trợ và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Điều này không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà còn đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên hiện có gần 40 bệnh nhân đang chạy thận liên tục. Trong số đó, nhiều bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mặc dù được bảo hiểm y tế chi trả, song việc ăn uống, sinh hoạt và thuê nhà trọ thực sự là gánh nặng đối với họ. Từ sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên,
công ty Mày 10 đã hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân nghèo đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Món quà không lớn về vật chất, nhưng là món quà tinh thần vô giá, động viên các bệnh nhân nghèo có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Thì cứ nằm ở đây là bị thận một tuần thì 3 lần, và thứ 3 và thứ 5, thứ 7, tuần cứ 3 lần như thế. Không về được nhà thì cứ nằm ở đây. Ô, gia đình thì rất khổ đấy nhá. Hôm nay thì cảm thấy mình tặng như thế này thì rất là cảm phấn khởi rồi. Không chỉ riêng bệnh nhân chạy thận mà nhiều bệnh nhân nghèo tại các khoa phòng đã và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đều nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị nhà hảo tâm. Với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương, trong những năm qua, thông qua các mạng xã hội, Zalo, Facebook, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã kêu gọi kết nối với các tổ chức, các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc. Nhờ đó, bệnh viện đã tiếp nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đóng góp và giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm điều trị tại đây, đồng thời đồng hành cùng cán bộ y tế bệnh viện trong những hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, thì Phòng Công tác Xã hội đã kêu gọi được rất nhiều các nhà từ thiện để hỗ trợ cho những bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và kể cả những bệnh nhân chuyển tuyến về trung ương thì cũng đã kêu được gọi rất là nhiều. Và đặc biệt là những bệnh nhân ở khoa thận nhân tạo là trong nhiều năm qua là bệnh nhân phải chạy thận là một tuần trực chạy 3 buổi. Thế nên là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà những bệnh nhân này toàn đa số là bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa. Đối với bệnh viện thì đã làm rất là nhiều, đó cũng là chỉ là cái cầu nối giữa bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và phòng và các nhà từ thiện để tài trợ hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khi đến bệnh viện để điều trị. Làm việc tại Hội Chữ Thập Đỏ phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ gần 20 năm nay, theo bà Phạm Ngọc Tuyết, để làm tốt công việc này thì nhiệt tình thôi chưa đủ mà người cán bộ Chữ Thập Đỏ cần phải tích cực bám sát cơ sở, phát hiện kịp thời những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ tại địa phương, đồng thời phải triển khai những cách làm hiệu quả nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện Hội Chữ Thập Đỏ phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã xây dựng được 15 chi hội với gần 1.700 hội viên, 3 đội tình nguyện viên với gần 400 thành viên và thanh niên xung kích Chữ Thập Đỏ. Hội không chỉ đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm từ tổ chức hội cấp trên, mà còn phối hợp với các hội đoàn thể của tỉnh, thành phố và các nhóm từ thiện tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ những phận đời không may mắn và những người gặp phải thiên tai dịch bệnh trên địa bàn phường nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Chữ Thập Đỏ Mường Thanh thì có cái chương trình áo ấm cho em Tết vì người nghèo, thì mỗi tổ chức cá nhân gắn địa chỉ nhân đạo. Thì chúng tôi đi khảo sát các cái trường hợp với những hoàn cảnh bất hạnh, và chúng tôi cũng sau khi khảo sát xong thì chúng tôi cũng đề đạt với tình nguyện viên là có những cái địa chỉ A, địa chỉ B chẳng hạn, có những con người cụ thể hoàn cảnh người ta ra sao. À, sau khi người đề đạt là xem là tình nguyện viên là người ta hỗ trợ được cho đối tượng như nào, để chúng tôi trên cơ sở đấy là khi tình nguyện viên người ta ủng hộ đấy thì chúng tôi sẽ cùng với tình nguyện viên đến trao trực tiếp đến tất cả các cái trường hợp. Trong những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên đã thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo vô cùng ý nghĩa, thu hút được nhiều nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm trên cả nước và cộng đồng tham gia. Các hoạt động như hiến máu nhân đạo, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, hội chợ không đồng và nhiều chương trình khác nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Phát huy vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những địa chỉ từ thiện cần giúp đỡ, hội không ngừng tìm kiếm các địa chỉ nhân đạo và kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng, từ các nhà hảo tâm và các tổ chức phi chính phủ. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Trung ương hội, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên thường xuyên củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội và các chi hội cấp huyện, cấp xã. Đây là điều kiện quan trọng để hội bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp rủi ro cần giúp đỡ, hỗ trợ. Năm vừa qua thì những người nào khó khăn đều là Hội Chữ Thập Đỏ đều là nắm bắt những cái địa chỉ đấy thì đều là được quan tâm. Chưa cái địa chỉ nào mà Hội Chữ Thập Đỏ nắm bắt mà chưa được quan tâm, dù ít dù nhiều cũng đã có những cái sự quan tâm. Thứ nhất là quà, thứ hai là những cái ví dụ như là
những cái nhà công ty rồi những cái nhà hảo tâm là đến trực tiếp trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Những cái những người khó khăn ở cộng đồng ấy là chúng tôi đã có cái địa chỉ ghi vào những cái địa chỉ đấy để mà giới thiệu cho lên, bây giờ là hiện giờ là có cái trang In Nhân Đạo, thì là giới thiệu lên trang In Nhân Đạo thì toàn quốc có thể là trang đại trang cả bên các thế giới đấy, là họ đã nắm được cái địa chỉ đấy, thì họ bắt đầu họ là tìm hiểu cái địa chỉ đấy, thì nếu mà họ chưa rõ thì chúng tôi lại làm rõ ra. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh đã trợ giúp được gần 65.000 người với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Cụ thể, đã hỗ trợ trên 524 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp bền vững, vận động hỗ trợ xây điểm trường, nhà chữ thập đỏ, tặng học bổng trị giá lên tới hơn 2,8 tỷ đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức cá nhân cùng nhân dân các địa phương trong tỉnh, cứu trợ kịp thời cho gần 600 gia đình bị thiệt hại về người và tài sản bởi mưa đá, dông lốc, gia đình bị hỏa hoạn. Chính từ sự trợ giúp, động viên kịp thời, nhiều gia đình nghèo đã nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Em Bùi Thị Tuyết là một trong các trường hợp bị nhiễm chất độc màu da cam, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nong Luống, huyện Điện Biên. Bị bệnh về thần kinh, tuy đã 13-14 tuổi, nhưng Tuyết không thể đến trường như những trẻ em bình thường khác. Trong khi đó, bố mẹ em đã ly hôn. Hiện em đang sống với ông bà ngoại đã già yếu. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã kêu gọi kết nối các nhà hảo tâm. Nhờ đó, ông bà cũng như Tuyết đã nhận được nhiều phần quà có giá trị để nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi nuôi cháu từ lúc cháu 2 tuổi. Đó, mẹ ăn đi để ở nhà, mẹ ăn đi làm bắt đầu nó đi lại đi bước nữa. Thế là bây giờ cháu nó cứ ở nhà tôi phải nuôi, vợ chồng tôi nuôi nó. Bây giờ thỉnh thoảng mới về thăm cháu rồi. Sức khỏe lúc của cháu nó ổn, lúc thì nó như người thỡ thẩn, không biết một cái gì. Tha hồ nói nó không biết cái gì đâu. Anh Bùi Văn Luân, xã Nong Luống, huyện Điện Biên bị suy thận đã nhiều năm nay. Mỗi tuần anh đều phải đến bệnh viện để chạy thận lọc máu. Bị bệnh khiến cơ thể anh suy kiệt, kinh tế gia đình cũng ngày càng kiệt quệ. Hiện anh Luân sống một mình, mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ người mẹ già. Cuộc sống rất khó khăn. Sau khi được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên kết nối sẻ chia với những tấm lòng nhân ái, nhờ đó hàng năm anh đều nhận được những hỗ trợ thiết thực như chăn màn, quần áo, gạo ăn hàng ngày, tiền sinh hoạt. Chuẩn bị đi chạy thận lần thứ 3 trong tháng, anh Luân được nhóm tình nguyện mùa thu và những người bạn tặng suất quà trị giá 6 triệu đồng. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa trong lúc anh Luân đang gặp vô vàn khó khăn. Tôi bị chạy thận năm nay là 14 năm rồi, hoàn cảnh thì cực kỳ khó khăn. Bệnh thì mỗi năm một yếu, nói chung là chạy lâu thì mỗi năm một yếu bệnh nha. Thì bây giờ nói chung là có vợ con thì vợ bỏ rồi, thì còn có con, hai bố con thì bây giờ gửi ông bà nội nuôi, còn ở một mình. Cuộc sống thì cực kỳ khó khăn. Đi chạy thận này thì nhiều cái chính sách là mình cũng phải tự túc, nên là đạm điếc các thứ là mình phải mua ngoài. Nên nếu mà ấy là tôi cũng toàn phải cố gắng để mua ngoài để truyền vào cho khỏe. Thế thì là được kinh chính quyền địa phương xã cũng có chương trình thì cũng giúp cho với thôn ở bản, nói chung có cái gì thì ở xã mọi người nó quan tâm, là năm nào cũng cho mới giúp cho tôi được hộ nghèo. Thế là tôi cũng đi chạy theo hộ nghèo nữa. Hai trường hợp này đang nằm trong số hàng trăm trường hợp trên địa bàn tỉnh ta được các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh kêu gọi hỗ trợ thường xuyên để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bằng những hoạt động từ thiện, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh dù trực tiếp tổ chức thực hiện hay đóng vai trò làm cầu nối đều thể hiện rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào nhân đạo của toàn dân. Song công tác Chữ Thập Đỏ tỉnh ta hiện cũng đang còn gặp nhiều khó khăn như việc vận động nguồn lực, việc xây dựng quỹ hội, thu hội phí đạt thấp. Cán bộ hội chuyên trách ở các huyện, thị xã, thành phố còn ít, đa phần chỉ có một người chuyên trách làm công tác hội. Đặc biệt, từ khi Nghị định 34/2019 NĐ-CP có hiệu lực, các chức danh chủ chốt của chi hội Chữ Thập Đỏ cấp xã phường đã trở thành công tác kiêm nhiệm. Theo đó, cán bộ chi hội Chữ Thập Đỏ vì vậy không được hưởng phụ cấp chức vụ. Điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng củng cố tổ chức hội. Song với những việc làm thể hiện truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách,
mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên vẫn đang được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.